đây này cũng này của bé bên đây hay là của chị nè, bé bên đây của cô cơm cái trong chảo á lộn xộn đúng không của em chăm trong chảo á, trong chảo á. Tội nghiệp. Ba ăn cái gì? Ba ăn hủ tiếu gõ bà. Bà lành quá. Thôi 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 thôi. Bà đừng có hại khách tôi. Ăn 100.000 vui vẻ nè, thấy không? Ăn hủ tiếu gõ xong khỏi ăn cá vi chiên nữa hả? Ồ, bà hại tôi á. Ok. Cho chị qua cái bé. Ok. Nhúc nhích đây. 10.000. Cắt rồi không em? Vậy là của em 101 hả? Nãy đương 100 rồi à? Ok. Dạ. Có thò điệp mà, có thò điệp con. Thế nào, trả dân cút. Ồ. Hay quá vậy trời. Hay đi với người anh đẹp trai quá, các thêm quà kẹo. Kẹo của chế đúng không? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100 nha người đẹp. Ăn cái nào anh lựa đi, để hồi anh lợi lâu lắm á nha. Em lựa cho. Đi chung với hai cha con phải không? Ờ, lựa liền đi rồi tới phần tới liền. Cái nào em? Mà cuộn trong xả là sao không hiểu? Cái cuộn này nè, nó có cái cây xả cuộn vô đó. Nó nói chảo xả. Chọn. Ok, 100.000 lộn xộn đúng không? Về chiên hay là chiên đây? Rồi, đợi một chút nha. Cái nào? Cái đó cua cuộn chị. Ai về nhà chiên này có liền nha. Cốm xanh là có cốm với lại có xanh đó em. Dạ. Tùy. Không rành. Cầm nha để gớt nha người đẹp. Phải là nó gớt cục á. Lấy cho đẹp đó đi. Thôi đẹp đây mấy cây. Hai cây nữa cho nó. Thôi đẹp ở đâu vậy? Cái hoa cây xanh đẹp chưa? Thôi đẹp. Sao đẹp có vui không Phượng? Nè 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 có nè nè. Nè nè sao đẹp nè. À, tạo gặp gặp gớt hai cây luôn bây giờ. Nào gớt rồi bỏ. Em đâu có nói gì đâu. Vui vẻ mà. Nè sao đẹp nè. Sao đẹp nè. Cứng vậy thôi đợi gã đông đi. Hai cây rồi. Nè lấy cái hộp đi em, cái hộp của em đâu. Mấy cây? Hai cây nữa. Hai cây nữa hả? Rồi. Hai cái thò điệp ở đâu? Hồi nãy của chị nhiêu rồi? Từ từ qua đó bà. Này hai cục tao nghe hả? Để dưới bàn, sắp xếp theo thứ tự. Đừng chen lấn xô đẩy.
né ra giờ đừng có đứng sát chị quá bé. Em này nè, em gái nè. Cái đó 100 gì đưa rồi hả? Vậy gì đưa. Cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những cái hình ảnh về xe cá vị chiên chiều tối nay của Thu Phương nha các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Ai vậy? Cái gì vậy? Yểm bùa vậy bà? Tôi la lên đó nha. Nó dặn này vô đây lựa nè cô ơi. Ăn này vô trong đây lựa em con ơi. Rồi mỗi hướng cây. Mấy người ăn người đẹp. Ba mươi mấy cây luôn đó. Ba mươi mấy loại luôn đó. Ăn hết không? Còn không 150 lộn xộn hay là 200 lộn xộn. Ăn hết rồi mình kêu nữa. Hả? Lộn xộn 150. Rồi. Không lấy chả nào. Không lấy khổ qua cỡ đúng không em? Lấy hay là không lấy? Không lấy. Quên đâu vậy? Ngồi đó đó. Không lấy giờ cái gì phải không? Nè tới em rồi nè. Từ từ để chuyện chút. Cho em gửi anh. Của anh Trầm đúng không? Cái tương đen riêng đi. Rồi, một cái tương đen riêng. Tương đen với tỏi rồi đúng không? Ủa Phương ơi, cái viên ở đâu? Cái viên ở dưới đây. Đây chút. Bỏ sơ tế với tương đen. Rồi. Thì của em 150 đúng không bé? Ok. Nè, hỏi chú này em ơi, để chút chị quên GBD, chị mau quên lắm. Cảm ơn em. Lựa đi em. Đúng rồi. Nãy em nói anh đó, hôm qua em coi là em thấy rồi. Giờ cái rồ mát 11 thấy gì. Không quay bên Tây Thi. Bắp á, lúc mà đi từ Thiện hay sao. Đúng rồi đó, đó đi vòng vòng phát á, rồi cái nó giật luôn. Đúng rồi, quay trực tiếp á. Cái nào bé? Cái đó bánh bao trứng cá hồi. Ủa cô lấy gì nữa? Chị lấy gì nữa chứ? Em có chị lấy. Rồi vậy đó lấy thêm gì nữa? Không, chị lấy xong rồi. Hồi nãy chị kia em lấy thêm, lấy giùm gì á? Lấy mực á, hồi bên đây em có, chị lấy. Rồi lấy luôn chưa vậy? Rồi. Rồi, hello mọi người nha. Về chiến hay sao anh? Về chiến thì có liền. Còn chiến này thì đợi em khoảng 20 phút á. Nè. Ồ. Tùm lum á đó, mỗi người giá anh hiểu không? Tại em đang chiên nhớ phần nào của ai, đợi chút nữa em rảnh em sẽ phục vụ mọi người nha. Cho nên mọi người đừng có giận em nha mọi người. Có nhiều người ta không biết, người ta coi đó, người ta tưởng em chảnh này chảnh nọ, sự không phải. Bán nhiều quá em quên giá, không có nhớ hộp này của ai. Cái nào vậy? Cái đó 3 cục luôn em. Có gì xúc ra 1 cục á.
thôi. Anh quay hai bạn được không? Review á? Ừ. Được à? Được à? Hai bạn nó ngại hả? Ngại. Đúng rồi, nhiều người ta ngại.